Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn Ngay Đi. Các bạn đang đến với vòng 3 của Hẹn Ngay Đi. Trong vòng 3, mỗi đội sẽ có những thử thách khác nhau dựa trên những tiêu chí lựa chọn để bạn đồng hành của các khách mời. Đó có thể là những gói câu hỏi cùng nhau trả lời, hoặc là những trò chơi mà ở đó sự cảm nhận tính cách, cảm xúc, sự đồng điệu được thể hiện rõ nhất. Thương em không biết để đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Sau 3 vòng, các khách mời sẽ đưa ra quyết định ứng viên họ muốn cùng đồng hành là ai. Ở vòng chơi này, luật chơi ở đội anh Vũ Hà rất là đơn giản. Các bạn biết là thể thơ lục bát rồi đúng không? 6-8. Đối thơ, anh Vũ Hà sẽ đưa ra một câu thơ 6 chữ và các bạn phải đối lại một câu 8 chữ. Sẵn sàng chưa? Và phải vần điệu đàng hoàng nha. Dạ sẵn sàng. Nếu sẵn sàng rồi thì xin mời anh Vũ Hà. Bây giờ anh sẽ đưa ra một câu trước với em ha. Ra đường gặp phải người thương. Về nhà gặp phải đường mương đen xì. Người thương mương cũng được. Đúng được. Anh sẽ ra em một câu là thương em không biết để đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Thương anh em để trên đầu chứ đâu. Dạ vâng. Được. Trời ơi cũng được. Mà trời ơi em ơi đừng có để ai lên đầu hết. Vâng ạ, cảm ơn một phần đối thơ rất là đặc biệt của đội anh Vũ Hà. Và cảm ơn đội anh rất nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần trò chơi của đội Khả Như. Và ở vòng chơi này thì Khả Như sẽ hát một câu. Và cái chữ cuối của câu hát Khả Như thì là cái chữ đầu của câu hát các bạn. Các bạn có hiểu không? Hiểu. Rồi, vậy bây giờ bắt đầu. Xin mời Khả Như. Trời ơi, căng lắm đó nha em. Tập trung nha, chị cũng phải tập trung á. Cả đời chị không có thuộc được bài nào trọn vẹn hết á. Giờ chị sẽ hát. Ai buông sáu câu, ai đau trong lòng, ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi, ai gieo nhớ thương thương em. Em xin mời anh lớn tôi hát trước. Thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Qua. Qua em. Qua bao khó khăn, qua bao đắng cay, qua bao nỗi đau, ta tìm được nhau. Hết rồi chị. Trời ơi, có hiểu. Rồi chị nào em xỉu bây giờ. Nhưng mà em ơi, ví dụ em dừng cái chữ nào mà hát được đó. Ví dụ như chữ nhau rồi chị vô làm sao? Nhau. 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 Có bài nào mà từ đầu là từ nhau không? Nè, thần đồng âm nhạc Buka. Nhau, nhau, nhau. Ờ, nhau, nhau. Nhau, nhau. Khả Như sẽ bắt đầu một bài mới nha. Trái tim em vừa dùng màu nông để yêu anh. Giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực giấc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Chữ A đầu đó anh. Ấy á, ấy. Ấy ơi, ấy à. Ấy ơi, ấy ơi, ấy à. Vậy rồi để hát nha. À, ấy ơi, ấy à. Ấy ơi, ấy à. Đây là bắt trước mà. Yeah, yeah. À, cũng A luôn đúng không anh? À. A là anh á. À, ơi, ơi, à, ơi, ơi, à, ơi. Đúng rồi, em cảm ơn mọi người, cảm ơn. Phần trò chơi của đội Khả Như đang đi vào bế tắc. Thật sự luôn đó, em cảm thấy như vậy là Như đã có sự chọn lựa của Như rồi. Như cảm ơn hai bạn đã hợp tác nha. Được. Xin mời Khả Như về chỗ và mời hai bạn vào phòng chờ. Với vòng chơi thứ ba này thì rất đơn giản. Luật chơi chỉ là Đôn Nguyễn sẽ diễn tả hành động của một nghề nghiệp. Và các bạn phải đoán đó là nghề nghiệp nào. Rồi, 1, 2, 3, nghề đầu tiên nào. Giúp ảnh. Rồi. Ngân hàng ng- anh. Thu ngân. Rồi, nghề thứ ba nè. Công an giao thông. Cảnh sát. Công an tuần tra. Cơ động. Tổ trưởng dân phố. Bảo vệ. À. Rồi, nghề tiếp tục nè. Tiếp viên hàng không.
Nghe cuối nha. Cảnh sát giao thông. Giữ xe. Giữ xe ô tô. Tài xế. Lơ xe. Hết rồi. Sau phần trò chơi của đội anh Đông Nguyễn thì đem lại rất là nhiều tiếng cười cho mọi người đúng không? Và bây giờ xin mời anh Đông Nguyễn về chỗ. Ở luật chơi của đội bạn Hồ Bích Trâm rất đơn giản. Chỉ cần các bạn hiểu ý nhau và các bạn có trí nhớ tốt hơn, Hồ Bích Trâm sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện. Ví dụ như Bình, hôm nay tôi mặc áo màu xanh. Thì tiếp theo bạn đó sẽ nói là hôm nay tôi mặc áo màu xanh, kế bên có một cô áo màu nude rất đẹp. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi. Rồi, vậy thì bây giờ bắt đầu. Bắt đầu ha. Hôm nay mình đi quay. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn. Trâm tiếp. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn. Nhưng vẫn thua Vũ Hà. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Bích Trâm còn đẹp hơn nhưng vẫn thua Vũ Hà. Nhưng em thì đẹp nhất. Hôm nay mình đi quay gặp Khả Như đẹp quá. Nhưng Bích Trâm đẹp hơn nhưng lại thua Vũ Hà. Còn Bích Trâm mình nhưng cái đầu ra. Sai rồi. Không đúng rồi. Và một phần trò chơi rất là ngắn gọn, đơn giản đúng không? Qua như vậy thì hy vọng là Bích Trâm sẽ cảm nhận được ai sẽ là người hợp với mình hơn. Và xin mời Bích Trâm về chỗ và mời hai bạn vào phòng chờ để chúng ta chờ đợi kết quả. Đến vòng này thì ai cũng suy nghĩ, ai cũng đắn đo. Nhưng mà bắt buộc chúng ta cũng phải chọn lựa một bạn để cùng mình có một buổi trải nghiệm. Trước hết chúng ta sẽ đến với sự chọn lựa của đội anh Vũ Hà. Với câu hỏi là em thích... người ta gọi em bằng hot girl hay không? Anh thấy là bởi vì em thích người ta gọi em như vậy, cho nên anh xin đổi. Và chúc mừng bạn Đức Tuấn, hãy hẹn ngay đi với anh Vũ Hà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn của đội Khả Như. Chào Tiến Đạt và Đan Trường. Và thật sự thì Như cảm ơn câu chuyện của Tiến Đạt đã mang đến cho Như cũng như là chương trình với sự thú vị. Và sau khi tìm hiểu rất lâu qua các vòng thì Như sẽ chọn cái người mà đúng với tiêu chí của chương trình, đó là phù hợp với mình nhất để có thể dễ dàng chia sẻ cũng như là đồng hành cho Như. Xin được phép chọn bạn Đan Trường. Là tại vì em cùng nghề với chị và chị tin rằng nếu như mà hai chị em mình gặp nhau nói chuyện thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ở trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp được rất là nhiều người chúng ta quý, nhưng mà để đồng hành, để trải nghiệm cùng ấy, chắc chắn phải chọn cái người mà phù hợp với mình nhất. Chúc cho Tiến Đạt luôn luôn yêu đời, trẻ, khỏe và luôn vui tươi trong cuộc sống. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng Đan Trường và Khả Như, hãy hẹn ngay đi. Cảm ơn em. Sau đây sự trả lời của hai ứng viên đội Đón Nguyễn. Ôi thực sự rất là khó luôn. Bạn Thiện thì bạn rất là linh hoạt trong cái suy nghĩ cũng như trong cái đầu óc của mình. Còn bạn Chính á, thì lại đầm hơn một chút xíu. Nhưng mà ở bạn Chính á, là có một cái quan điểm rất là thoải mái. Bạn Thiện thì Don đã biết rồi. Hồi nãy anh đã ngỏ lời là mời em vào một cái MV sắp tới của anh trong năm nay. Cho nên anh xin phép Thiện để cho anh có thời gian tìm hiểu hơn với bạn Chính. Còn bạn Chính hãy hẹn ngay đi với Đơn Nguyễn. Sẽ đến với sự lựa chọn của đội Hồ Bích Trâm. Thì cũng có sự tiếp xúc với nhau thì Trâm cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Và Trâm biết ai là cái người mà phù hợp với lại cái cá tính của Trâm nhất. Đối với lại Tấn Tài thì Trâm thấy được là Tài một người rất là hiền lành, rất là điềm đạm. Còn Bửu Duy thì là một người rất là hoạt bát, rất là lanh lẹ nữa. Và cái điều đặc biệt hơn là hồi nãy giờ Trâm chưa biết được cái mặt thật của Bửu Duy như thế nào. Và Trâm hy vọng là Trâm sẽ có một buổi hẹn hò để mà chúng ta trò chuyện và tìm hiểu nhiều hơn với lại Bửu Duy. Chúc mừng đừng buồn nha. Và sau 3 vòng chơi của chương trình thì 4 vị khách mời chúng ta cũng đã tìm được 4 người bạn ưng ý và phù hợp. Xin chúc mừng 4 bạn đã chiến thắng trong ngày hôm nay.
Và cảm ơn 4 vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã đến đây tham gia chương trình. Cảm ơn tất cả các bạn ứng viên ngày hôm nay đã thể hiện tài năng của mình một cách rất là tuyệt vời, rất là thuyết phục. Chương trình Hẹn Ngay Đi được phát sóng trên kênh VTV3 lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Và cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương chương trình. Sự yêu thương của quý vị khán giả sẽ là động lực để cho chương trình ngày càng tốt hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.